Mời cả nhà cùng Vân Anh tham quan tiếp căn nhà thứ hai tại Ballarat nha. Cửa đi vào nhà nè cả nhà. Mình tiếp tục xem bên trong nha. Căn này nó có hai giường nha. Giường trên, giường dưới. Tất cả các vật dụng trong nhà đầy đủ cho một gia đình hai người. Cả nhà mình cùng Vân Anh tham quan tiệm thịt kế bên nha. Cái này thịt heo. Cái này mình kiếm tiểu nhị mình mua xỉ rượu nữa là la rai tới tối được ha. Và đây là những chiếc xe chở hàng. Tất cả những đồ vật ở đây thì họ giữ nguyên thủy hết, họ không có sửa chữa lại. Và đây là cái ác của thợ mỏ nè. Không biết có phải nguyên thủy hay không thì Vân không biết nha. Cái con suối này là họ ngồi họ để vàng ở đây nè. Thank you.
Và đây là trường học nha cả nhà. Tất cả những món đồ trong đây là họ bán nha cả nhà, giống như cái shop bán quà lưu niệm vậy đó. Cái chảo này họ bán là 39 đô nè. Mấy cái vát bằng gỗ này thì họ bán 2 hoặc 3 đô Úc cho một cái vát gỗ. Và đây là nhà thờ, là nơi chúng ta có thể đến vào mỗi cuối tuần để tìm lại sự bình an trong cuộc sống. Thời nào cũng vậy ha, nhà thờ và chùa là nơi chúng ta có thể đến để tìm lại sự bình an.
Đây là tiếng còi hú của xe ngựa nha. Họ dập đường cho mấy chú ngựa đi. Bà có thể đi tham quan vòng quanh Pararat bằng xe ngựa. Và đây là cái nơi làm kẹo nha, cả nhà mình tham quan cùng Vân Anh nha. Cả nhà để ý mấy anh chị trong đây mặc đồ nha, họ mặc đồ theo kiểu thời xưa đó. Và đây là cửa hàng bán quà lưu niệm nha cả nhà. Thank you.
Cái này giống như là ban nhạc đường phố. Họ mặc đồ theo kiểu thời xưa. Mình còn một ngôi trường ở đây nữa nè. Còn đây là khách sạn nha cả nhà. Người ta ở xa đó, người ta tới tham quan rồi ta ngủ lại.
sợ. Cả nhà thấy cái cô này không? Là nhân viên ở đây đó. Đồng phục của họ là đồ xưa, đồ cổ. Đây, mấy cha con ngồi đẩy vàng ở đây nè. Cả nhà thấy không, những cái miếng vàng nó rất là nhỏ. Chồng anh phải chấm bằng cái ngón tay của mình đó, rồi bỏ vào cái chai nước cỡ nhỏ con anh cầm đó. Mấy cha con đãi cũng được mười mấy cái hạt cát á. Không phải bạn. Sổ.
Trời, 30 đải là quá luôn á. Rồi. Quá. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Vân Anh. Nếu yêu thích video của Vân Anh, mong cả nhà nhấn subscribe, share and like giúp Vân Anh. Xin cảm ơn, xin chào.